Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc phát sóng tối nay gồm những nội dung chính như sau. Hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng năm 2014. Tình hình thực hiện công tác hỗ trợ di dời chợ Bảo Lộc. Bắt nhóm đối tượng trộm cắp 10 xe máy trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Phần cuối mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Khát vọng Hoàng Lương. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 10 tháng 3, tại hội trường Thành ủy Bảo Lộc đã diễn ra hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Tại đầu cầu Bảo Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Lê Hoàng Phụng cùng lãnh đạo Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Bảo Lộc, năm xã xây dựng nông thôn mới, đại diện các ngân hàng khu vực tham dự. Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lâm Đồng, nghe một số ý kiến của các địa phương trong việc xây dựng nông thôn mới, trình bày các cách làm hay có hiệu quả tại địa phương. Được biết, năm 2014, tổng nguồn vốn được huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại 5 xã trên địa bàn thành phố Bảo Lộc là hơn 960 tỷ đồng. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người tại 5 xã đạt 27 triệu đồng trên người trên năm, tăng 7 triệu đồng trên người trên năm so với năm 2011. Tổng kết năm 2014, thành phố có 3 xã đạt 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới là Đam Ri, Lộc Thành và Lộc Châu. Theo báo cáo số 68 của Trung tâm Tư vấn và Phát triển Quỹ đất thành phố Bảo Lộc, đến nay tình hình thực hiện công tác hỗ trợ di dời chợ Bảo Lộc đã được triển khai. Ủy ban dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện tổ chức nhiều cuộc họp về chuyên môn để có phương án và quyết định phê duyệt chi phí hỗ trợ di dời chợ, đồng thời tổ chức đối thoại với tiểu thương để thông báo chủ trương của Ủy ban dân tỉnh thực hiện giải quyết đơn thư theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tồn tại lớn nhất là chủ đầu tư đã không đảm bảo tiến độ xây dựng chợ và thời gian đưa vào hoạt động như đã cam kết nhiều lần với Ủy ban dân thành phố. Do tranh chấp nội bộ và có nhiều luồng ý kiến khác nhau trên báo chí đã tác động rất nhiều đến tư tưởng của tiểu thương trong việc đăng ký vào chợ mới. Trong thời gian tới, Ủy ban dân thành phố tiếp tục xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết vướng mắc, kiến nghị, khiếu nại theo thẩm quyền liên quan đến việc di dời chợ, cũng như hoạt động của chợ mới, tạo điều kiện để các tiểu thương nhanh chóng ổn định công việc kinh doanh. Hoạt động của Quỹ tín dụng Lộc Sơn và hai hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn phường Lộc Sơn đã góp phần tích cực đối với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ gia đình mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, góp phần xóa đói giảm nghèo, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi trên địa bàn. Năm 2014, mức dư nợ và huy động tiền gửi của Quỹ tín dụng Lộc Sơn đều đạt và vượt kế hoạch. Kế hoạch năm 2015, Quỹ tín dụng Lộc Sơn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động, phấn đấu tăng từ 8 đến 10% mức tổng dư nợ cho vay và huy động vốn so với năm 2014. Hai hợp tác xã nông nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng bình quân 10 đến 12%, hoàn thành công tác xác lập hồ sơ cấp quyền sử dụng đất đến hộ xã viên, phối hợp với tổ dân phố thực hiện mở rộng các tuyến đường sản xuất đã được quy hoạch. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc, phát trên website baoloconline.lamdong.vn. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Hội thi thời trang Bảo Lộc Hương sắc tháng 3 tổ chức ngày 6 tháng 3 vừa qua đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tuy là lần đầu tiên Liên đoàn Lao động phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bảo Lộc tổ chức nhưng đã thu hút nhiều đơn vị tham gia. Có đầu tư về trang phục tạo nên sự đa dạng, màu sắc cho hội thi, cũng như tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 3. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải A cho đơn vị xã Lộc Thành, đồng giải B là đơn vị phường Lộc Phát và công an thành phố, giải C gồm đơn vị xã Lộc Châu, chi cục thuế Bảo Lộc và liên quân các quỹ tín dụng. Chiều ngày 8 tháng 3, câu lạc bộ Dia Bazong thành phố Bảo Lộc tổ chức kỷ niệm 800 kỳ sinh hoạt.
Được thành lập vào năm 1996, câu lạc bộ âm nhạc Dia Bajong thành phố Bảo Lộc đã tổ chức 800 kỳ sinh hoạt, thu hút trên 42.000 lượt hội viên, đã tổ chức 37 buổi biểu diễn thể hiện bài hát theo chủ đề, 15 buổi hoạt động âm nhạc cộng đồng, 2 cuộc thi âm nhạc với tuổi trẻ, chiêu sinh và hướng dẫn 2 lớp thanh nhạc cho 110 học viên. Cùng với hoạt động trên, câu lạc bộ còn tham gia dàn dựng các chương trình nghệ thuật của địa phương và biên tập nội dung các ca khúc viết về Bảo Lộc, gửi in ấn phát hành thường xuyên trên các tạp chí và báo địa phương. Gần đây trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy gây hoang mang cho người dân. Sau thời gian thành lập chuyên án điều tra theo dõi, Công an thành phố Bảo Lộc đã bắt gọn các đối tượng trộm cắp. Đội Cảnh sát điều tra hình sự Công an thành phố Bảo Lộc đã ra lệnh bắt tạm giam nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Linh, Trịnh Văn Hiệp và Dương Thế Sơn về tội trộm cắp tài sản. Qua điều tra, ban đầu, các đối tượng khai nhận, từ tháng 10 năm 2014 đến nay, bằng thủ đoạn theo dõi, lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân, các đối tượng đã thực hiện 10 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Theo điều tra viên thụ lý vụ án cho biết, nguyên nhân chủ yếu của các vụ trộm cắp trên là do sự mất cảnh giác của người dân. Không ít người dân mất cảnh giác để xe ngoài cửa, ngoài sân, nơi công cộng không khóa cổ, khóa càng, không có người trông coi. Ban đêm đi ngủ, không khóa cổng, khóa cửa, hoặc có khóa nhưng không đảm bảo an toàn để tội phạm lợi dụng trộm cắp. Để phòng chống tình trạng trộm cắp xe máy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo quản phương tiện và tài sản, trang bị các loại khóa an toàn. Khi phát hiện đối tượng nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời. Hiện nay, dự án cải tạo nâng cấp Hồ Đồng Nai ngay tại trung tâm thành phố Bảo Lộc đã hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Đây là điểm nhấn quan trọng khi khách du lịch đến với Bảo Lộc. Tuy nhiên hiện nay, tại một số địa điểm tại đường vành đai xung quanh bờ hồ lại xuất hiện khá nhiều kim tiêm. Người dân cho biết, các đối tượng nghiện hút lợi dụng lúc trời tối, đường vắng, trích, hút và vứt bỏ lại, trong đó có nhiều kim tiêm còn dính máu. Việc này gây nguy hiểm cho người đi đường và e ngại cho khách tham quan. Trước thực trạng này, đề nghị Công an thành phố cùng các cơ quan liên quan cần có biện pháp khắc phục, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường sống trong lành và dư luận tốt trong nhân dân. Sáng ngày 7 tháng 3 năm 2015, Câu lạc bộ Công nhân viên chức thành phố đã tổ chức giải quần vợt Công nhân viên chức thành phố Bảo Lộc năm 2015. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trọng Tuấn đã đến dự và phát biểu khai mạc. Tham dự giải, có 12 cặp thi đấu đến từ các phòng ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Phân bảng thi đấu vòng tròn và tính điểm. Đây là giải quần vợt truyền thống được tổ chức hàng năm nhằm tạo sân chơi, cơ hội cọ sát cho những người yêu thích môn quần vợt, cũng như rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, trí lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị. Từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất cho cặp vận động viên Hoàng Bảo Nguyên, Trần Quốc Thịnh. Giải nhì thuộc về vận động viên Lê Trọng Tuấn, Nguyễn Công Đức. Giải ba đồng hạng Nguyễn Văn Tân, Lê Viết Thảo và Dương Hoàng Tiến, Đậu Xuân Phúc. Tại trường tiểu học Nguyễn Trãi, Công đoàn ngành giáo dục thành phố tổ chức vòng chung kết giải bóng chuyền nữ nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Qua gần một tháng thi đấu vòng loại, Công đoàn ngành giáo dục đã chọn được 3 cụm vào thi đấu vòng chung kết. Cụm 1 gồm các trường học thuộc địa bàn xã Lộc Nga, Lộc Thanh, phường Lộc Phát, Lộc Sơn. Cụm 2 các trường nằm trên địa bàn xã Đại Lào, Lộc Châu, Lộc Tiến và phường Bờ Lao. Cụm 3 các trường thuộc phường 1, phường 2 và xã Đàm Ri. Giải bóng chuyền nhân kỷ niệm 8 tháng 3 là cơ hội để vận động viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe trong các trường học. Là dịp để giáo viên các trường tăng cường đoàn kết, gắn bó và hỗ trợ nhau trong dạy học, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục của địa phương. Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng vừa tổ chức tọa đàm kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và triển khai đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Tham dự tọa đàm, giáo viên trong trường đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình cũng như trong công tác.
Để thực hiện phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đội ngũ giáo viên luôn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính sáng tạo trong truyền đạt bài giảng. Trong tiết học, giáo viên đều có những phương pháp dạy học phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh ở các khối lớp, trong đó lấy học sinh làm trung tâm. Hàng năm, trường luôn đạt nhiều thành tích như huy động trẻ trong độ tuổi vào lớp 1 đạt 100%, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, tỷ lệ học sinh đạt học lực khá giỏi năm sau, cao hơn năm trước. Trường tiếp tục giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia trong nhiều năm liền. Nhiều năm qua, trại giam Đại Bình đã quản lý giáo dục cải tạo cũng như tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho nhiều phạm nhân, giúp họ nhận ra lỗi lầm, nghiêm chỉnh chấp hành án phạt để sớm có ngày trở về đoàn tụ với gia đình, hòa nhập cộng đồng và xã hội. Nhiều phong trào hướng tới đối tượng là phạm nhân với mong muốn đưa phạm nhân đến gần hơn với xã hội bên ngoài, gần với giá trị chân thiện mỹ được tổ chức thực hiện. Điển hình như hội diễn tiếng hát tình đời năm 2010, thi viết sự hối hận và niềm tin hướng thiện năm 2011, thi vẽ tranh khát vọng hoàn lương năm 2012. Đặc biệt vừa qua, Tổng cục 8 Bộ Công an tổ chức điểm phát động phong trào phạm nhân, trại viên viết thư với chủ đề gửi lời xin lỗi tại cụm công tác đảng số 6. Cuộc vận động mang tính nhân văn, mang đậm tình người được đông đảo phạm nhân, trại viên trại giam Đại Bình hưởng ứng. Những dòng thư mang bao tâm sự, day dứt là sự trải lòng của mỗi phạm nhân, sự sám hối khi phải đối diện với tòa án lương tâm về những lỗi lầm mình đã gây ra. Đây cũng là một cách giúp cho họ cảm thấy tâm hồn thanh thản, tiếp thêm sức mạnh trong lao động, cải tạo để trở thành người công dân có ích. Đây là một cái phong trào hết sức thiết thực, nó mang tính nhân văn sâu sắc, là một cái điều kiện thuận lợi để cho phạm nhân từ công bụt để đấu tranh với cái tư tưởng, với cái tội lỗi của mình để viết thư gửi lời xin lỗi đối với gia đình bị hại, người bị hại, để mong sao để vơi đi những cái nỗi niềm trắc ẩn, những cái tội lỗi mà mình đã gây ra cho gia đình bị hại cũng như xã hội. Đây là lá thư của phạm nhân Nguyễn Đình Vĩnh Quý gửi chị Nguyễn Thị Sinh, ngụ tại thôn 3, xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻ. Cách đây 2 năm, Quý là người cầm lái và gây ra cái chết đối với chồng chị trong một tai nạn ô tô. Từ vụ việc này, Quý bị kết án 4 năm tù giam. Hơn 2 năm cải tạo, được cán bộ chiến sĩ trại giam Đại Bình quản lý và giáo dục. Không những Quý mà rất nhiều phạm nhân khác đã thực sự ăn năn, hối cải, biết làm nhiều công việc có ích như trồng rau, may mặc, đan lát và thực sự muốn quay về cuộc sống đời thường để làm lại cuộc đời. Những dòng tâm sự chân thành thể hiện niềm ân hận, hối lỗi, mong được tha thứ của phạm nhân đã thực sự lay động lòng người. Và chị đã có một quyết định khó khăn, đó là trở lại thăm Quý, ngay tại nơi Quý đang cải tạo, chấp hành án phạt tù. Khi mà Quý nó làm trong tối tai nạn, tôi rất hình Quý, rất giận. Nhưng mà giờ thì nó nhìn được là thứ của nó thì mình cũng thấy thương và tha thứ, thì trong mong cho nó cải tạo tốt để về với cộng đồng. Thì em cũng viết thư để cũng về xin lỗi nhà gia đình cô Sinh, nhà bị hại. Những gì với những tâm tư nguyện vọng của em gửi đến những lời xin lỗi tới nhà cô Sinh, mong gia đình cô và cô tha thứ. Em cố gắng cải tạo thật tốt để không vi phạm, để sớm về gia đình xã hội để là cố gắng làm để bù đắp lại cho gia đình cô. Truyền thống bao dung của dân tộc luôn mở rộng vòng tay để đón người chạy lại. Xã hội sẵn sàng đón nhận những người biết ăn năn hối cải, hướng đến cuộc sống lương thiện. Mong rằng những cánh thư đi sẽ nhận lại được điều tốt đẹp, để ngày càng có nhiều phạm nhân trót bước vào con đường tội lỗi, sớm trở lại cộng đồng, làm một người có ích cho xã hội. Phóng sự vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc. Để theo dõi lại nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn truy cập website bảoloconline.lamdong.vn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.